Điều gì làm em suy nghĩ về mặt em đang rất buồn? Người hãy nói tất cả những suy tư trong lòng đi. Thật lòng em đang không biết với anh em bây giờ như thế nào. Vẫn ngốc nghếch như xưa hay vẫn là đứa trẻ con? Có đâu em mà em đã khác rồi. Biết đâu mai này anh có người mới. Đừng lo lắng quá vì điều này. Đừng để khiến đôi ta chia xa chỉ vì một điều nhỏ bé thôi em ơi. Người tuyệt nhất đó my girl, thật sự tuyệt nhất my girl. Trong ánh mắt anh trên thế gian này không ai hơn em. Vì yêu anh quá đó my boy, chẳng thể nghĩ tới ngày rời xa. Chẳng điều gì chia đôi chúng ta. Chỉ cần được bên em thôi. Người đã khiến trái tim anh rung lên theo từng phút. Và giờ một ngày nào đó, nếu như em không đẹp như lúc xưa, anh có giữ em như anh đã từng hứa. Có đâu em mà em vẫn rất đẹp. Biết đâu mai này anh chia xa chỉ vì một điều nhỏ bé thôi em ơi. Người đẹp nhất đó my girl, thật sự đẹp nhất my girl. Trong ánh mắt anh trên thế gian này không ai hơn em. Vì yêu anh quá đó my boy, chẳng thể nghĩ tới ngày rời xa. Chẳng điều gì chia đôi chúng ta anh nhà. Vậy là em vẫn không biết điều này. Chứ đâu phải vẻ ngoài. Đừng đưa em nữa, em không tin đâu. Thật lòng anh đó, em biết không? Mình đừng cãi vã nữa, em yêu của anh. Điều gì làm em suy nghĩ về mặt em đang rất buồn? Người hãy nói tất cả những suy tư trong lòng đi.